trên ngàn xinh hay cô bé trên ngàn bầu rơi thành thật là phong hoa bốn mùa mây trên bát ngát trăm huê mà thua nở dưới cảnh vật bầy cầm mà thua đua chơi đàn chim bay khắp nơi mọi nơi. Chim bay phấp mơ với mọi nơi, cá reo ngược nước đùa bơi vẫy vùng, trên rừng tùng gió rỗ vui lác đác đỉnh sườn non, cá chất treo leo sông thương nước chảy trong mơ heo. Mà cao thấp ngà bỏ hoa tắm tắp tắm phất phơ dòng trôi ngàn vật ngàn mưa ngàn giang ngàn mưa chúc mưa che ngàn bầu. Chơi bốn mùa gió mát trăng thâu hoa xuân như mát mẻ mây màu ấm êm thu cảnh vật rừng xim ao cá sẵn măng giang măng nửa măng tre các bạn yên đùng đỉnh ra về chảy đá mòn đi à. Âm âm mà nước chảy đá mòn xa nghe chua con buồn rầu mấy loài cây cao thâm lặng lẽ chú gà rừng thượng lệ điểm canh chứ bạn đêm giờ đi
mâm đai xanh nữ nhiều. Cô hú ba quân thẳng tiên xuống rừng sâu đầy ngày chuyện mát mỏi sớm đau buồn. Hộ dân chừa ta nghe yêu lệnh đèn loa sao rừng lũ yêu tinh tiếp phục thần oai ơn trên giáng phúc chừa tai dân nhờ phúc ấy núi đồi nở hoa. Cũng sẽ mây thu về hôm nay cô bé về về đây cô xa ngự cho thanh đồng hà nỗi chờ mong như đêm đen mơ áng trời hồng rừng xanh kia như lá như dòng sông nhớ thiệt. Chú bà về đồng tiên hồn tuần hương à, 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 à. Chỉnh Phật Thánh sau chỉnh vua cha con chỉnh lên láng ra các tòa bán hàng thôn bán hàng tiên chợ đồng đăng Lạng Sơn Hà Nội chợ ra Hải Phòng đón đầy trong trở về Nam Định không.
trường xa sang cửa hào quang, sóng đăng phố múa siêu giang mẹ bay, chín đường đai giọt ngắn giọt dài. Lộc tài phú mới ban xa, đông phương hội họp để đa tháng ngày. Ban cho mải đất lụa dày, ông lộc cho lắm để đến đây càng nhiều. Ban cho dài đất giang yêu, ông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn đang gói phụng thừa, 30 cùng một người nữ hôn rằm, 30 cùng một người nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.